Chào bà con cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô già của các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên mà đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip ha. Nếu thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì nếu bạn xem qua Tarot Bánh Quy thì bạn sẽ thấy mình làm nhiều về chủ đề là phát triển bản thân, self love, chữa lành, cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì thường là nó liên quan đến chuyện tình yêu. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề tình cảm, đó là khi nào thì chuyện tình cảm của bạn sẽ trở nên chắc chắn và vững vàng. Tức nghĩa là ý của mình ở đây, tức nghĩa là khi nào mà tình yêu đối với bạn á, nó sẽ đến khi mà có một cái sự ổn định nào đó. Và thường là nó sẽ liên quan đến độ tuổi hoặc là đến một cái ngưỡng nào đó trong cuộc đời của bạn ha. Thì đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài thì mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Thì xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi khi nào thì tình yêu của bạn nó sẽ trở nên vững chãi và chắc chắn. Thì chúng ta có lá The High Priestess, chúng ta có lá Ngọc Kiếm, chúng ta có lá này là vua gậy, một cốc, bài của các bạn khá là lớn, nữ hoàng cốc và sáu kiếm, bài của các bạn khá là lớn luôn. Tại vì chúng ta có hai lá một rồi, có hai lá đối xứng với nhau nữa nè. Hai lá này khá là đối xứng với nhau, tại vì nữ hoàng cốc với High Priestess cái năng lượng nó rất là giống nhau. Bây giờ thì khi nào mà tình yêu đến với bạn mà nó mang tính chắc chắn và ổn định, thì đối với mình á, thì mình cảm thấy là trong cái lá High Priestess ở đây á, thì mình nghĩ đó là thực sự nó phải đến cái độ mà ở đây chúng ta đều có ba lá là vua với nữ hoàng. Và bà nữ tu này không bàn, bà là người khá là chắc chắn, vững chắc, vững chãi sẵn rồi. Thành ra mình nghĩ đầu tiên xét về tuổi tác hoặc là về cái tuổi, về tâm hồn của các bạn á, thì chắc chắn bạn phải đạt tới một cái độ tuổi trưởng thành. Và trưởng thành ở đây không phải là 18 đâu, mà trưởng thành ở đây đối với mình đó là một cái sự King of One, thường là phải một người có một cái sự vững chắc về công việc, về sự nghiệp, hoặc họ có một cái cơ ngơi gì đó riêng, hoặc là bạn đã ở một cái vị trí giống như là senior hoặc là cao hơn junior, chứ nghĩa là các bạn phải đi làm việc từ từ 3 đến 5 năm trở lên. Có thể bạn chưa lên tới được cái mức gọi là trưởng phòng, nhưng ít nhất bạn cũng thể là leader, trưởng nhóm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy là chúng ta có hai lá King of One với Queen of Cup. Hai lá này là hai cái yếu tố ngược nhau, vua lửa và nữ hoàng nước. Thì hai cái yếu tố này nó đại diện cho sự không phải là lý trí và cảm xúc đâu nhé, mà nó đại diện cho kiểu giống như nếu mà lửa đối với mình là những cái gì đó gọi là tâm tính, thì cái nước ở trong lại là cái thế giới ngầm ở bên trong, và hai yếu tố này nó ngược nhau. Thành ra mình cảm giác bạn phải đạt đến một cái thời cái độ mà các bạn có thể có một cái sự cân bằng giữa công và thủ nghe hơi kiểu giống như là đam mỹ, nhưng mà thật ra mình cảm giác đó là công và thủ theo kiểu giống như là bạn biết lúc nào là nóng, lúc nào nên nguội, bạn biết lúc nào là nên làm, lúc nào là không nên làm, lúc nào là nên xử lý bằng lý trí và lúc nào nên xử lý bằng tình cảm. Tại vì mình cảm giác bạn là một người khá là sử dụng cái, bạn có trực giác rất là mạnh và bạn là người sống tình cảm. Ngoài ra bài của các bạn á, ở đây chúng ta còn có hai cái lá Ace of Swords và Ace of Cups, một lá một kiếm và một cốc. Đây là hai năng lượng của sự khởi đầu. Thì mình nghĩ một phần nữa đó là ngoài cái chuyện mà bạn đạt cái sự trưởng thành về tâm tính, về công việc trong cuộc sống, thì mình cảm giác á, nó đòi hỏi bạn cần phải có một cái thời điểm mà bạn biết bản thân bạn thật sự cần gì và muốn gì trong một mối quan hệ. Mình cảm giác cái tụ 1 này rất là khó nói nha, tại vì mình dùng những cái từ là cần hoặc là khi mà bạn nhận thấy, tức nghĩa là khó có dấu hiệu nào ra rất là rõ ràng, bởi vì những cái lá này là những cái lá của sự bắt đầu. Mình cảm giác một kiếm ở đây là gì? Một kiếm ở đây tức nghĩa là một là bạn, mình thấy nếu mà có hybrid với một kiếm, hybrid với một kiếm thường là bạn phải hoàn thành xong một cái khóa học, một cái câu chuyện gì đó, một cái gì đó liên quan đến chứng chỉ, giấy tờ, sổ sách, hoặc là một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là bạn master được. Tại vì hybrid là người sống thuần về trực giác, họ liên quan đến những gì che giấu bí mật, nhưng mà một kiếm này là người thẳng thắn rõ ràng, thì mình cảm giác nó rất là bài, nó rất là ngược nhau nha. Thành ra mình cảm giác giống như là bạn, mình vẫn cảm giác đây là một cái mặt hồ rất là lặng,
Và phía trên nó là những cái dãy núi bao quanh. Những cái dãy núi này chính là ông vua gậy bao quanh. Còn những ở phía trong là một cái bạc hồ với một cái tầng mây ở phía trên. Mình cảm giác cái thế giới của các bạn nó sẽ rất là rộng. Tuy nhiên mình cảm giác có sự đơn độc và hơi cô độc ở trong đó. Ngoài ra nữa, bản thân bạn á, mình cảm giác giống như là để mà bạn có một cái tình yêu mà nó mang tính vững chãi và chắc chắn á, thì mình cảm giác cái người đi cùng bạn phải là một người mình cảm thấy họ phải có một cái sự gọi là khéo léo. Mình cảm giác giống như là nóng quá với bạn cũng được mà lạnh quá với bạn cũng được. Mình cảm giác nó đòi hỏi rất là nhiều thứ ở trong đây luôn á, giống như một người cảm tính quá, sống phụ thuộc quá, sống lệ thuộc quá bạn cũng không thích, một người cứng cáp quá, một người gia trưởng quá, tính nóng quá cũng không hợp với bạn. Tại vì mình cảm giác bạn là mình cảm luôn luôn cảm giác được bạn là nóng lạnh giống như hot and cold của Katy Perry á, cái kiểu giống như vậy. Và mình thấy á, bạn là một người có rất là nhiều tổn thương, và tổn thương của các bạn là xấu kiếm ở đây. Mình cảm giác giống như là những cái gì mà để lại trong lòng bạn, những cái gì mà nó liên quan đến việc gọi là hình bóng cũ, con người cũ, bóng dáng cũ, những cái gì thuộc về quá khứ, tổn thương cũ, những cái gì mà bạn không bỏ qua được, bạn bắt buộc phải bỏ qua, hoặc là bạn phải có một cái sự thay đổi nào đó ở đây. Bởi vì mình thấy giống như là trong cái Queen of Cup ở đây á, giống như là tôi nhìn thấy cái cốc mà tôi đang cần. Tức nghĩa là khi bạn gặp một ai đó và bạn thấy được cái điểm người đó cần, bạn phải bỏ qua được cái thứ này nè, sáu kiến, tức nghĩa là thành kiến, định kiến, những cái gì nó liên quan đến gọi là kỳ vọng và mong đợi cũng nên. Tại vì mình thấy một chuyện giống như là bản thân của các bạn thường là một người đặt kỳ vọng vào người khác rất là nhiều, và bạn thường mong đợi rằng người đó sẽ làm được thứ A, B, C các kiểu cho bạn. Nhưng mà mình cảm giác giống như là khi mà bạn đặt kỳ vọng vào quá nhiều người khác á, mình cảm giác giống như là bạn muốn người ta thành một cái phiên bản, một cái khuôn mẫu nào đó giống như kiểu mà bạn muốn, hơn là người ta sống thật với con người của người ta. Tại vì mình thấy ở đây nó có cái gì đó giống như là ở đây có một hiệp sĩ nè. Dĩ nhiên ông này không phải là Last Knight, nhưng mà kiểu giống như ý mình nói hiệp sĩ ở đây tức nghĩa là gì, mình cảm giác người này phải là một người trưởng thành, là một người phải có sự từng trải và trải nghiệm. Mình cảm giác giống như là một người non quá, trẻ quá thì không thể nào quen với bạn được, bởi vì bạn sẽ cảm giác giống như là bạn đi trên cơ họ, bạn là một người có tâm hồn rất là già cỗi. Bạn có ba lá này nếu là đúng theo tương lai trở lên đó, thì bạn sẽ trở thành một người mình cảm giác rất là chuyên quyền nhá. Bạn là một người rất là cứng rắn, rất là từng trải. Mình cảm giác bạn có một cái thế giới từ nội tâm lẫn bên ngoài rất là phong phú. Tức nghĩa là mình cảm giác bạn đi một mình trên một con đường của bạn, mình gọi là bao la và vô tư luôn á. Mình cảm giác bạn cũng không có lo ngại gì hết, và mình nghĩ cái người mà đi cùng bạn, hoặc là khi mà bạn có thể sẵn sàng đi cùng ai đó, là khi mà con đường của bạn đi rất là thênh thang rồi. Mình cảm giác kiểu giống như là bạn biết bạn muốn cái gì hoàn toàn luôn á. Mình cảm giác giống như là lúc đó cái quan niệm của bạn đó là có một thời gian bạn sẽ không còn tin vào tình cảm, hoặc là bạn không còn tin vào tình yêu nữa. Tại vì hai brick với một kiếm á, mình cảm giác bạn chỉ tập trung vào cuộc sống, vào công việc, vào thói quen, vào sở thích. Và thường hai brick đó thì thường chuyện tình cảm nó phải trên 30, chứ dưới 30 thì chuyện tình cảm nó sẽ rất là trúc trắc, và hoặc là nó sẽ dễ có sự ly tán. Thành ra mình đầu tiên mình thấy cái này là mình biết nó bị muộn rồi. Hoặc là một phần nữa đó là khi mà qua tới vua gậy và một cốc á, thì mình cảm giác giống như tình yêu đối với bạn nó là một cái gì đó. Khi mà bạn cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó nó không còn thuần túy là về trách nhiệm, về tình cảm, mà nó liên quan đến việc gọi là đồng cam cộng khổ và cam kết chúng ta đi chung với nhau được bao lâu, chúng ta đi với nhau như thế nào, và câu chuyện của chúng ta là sự hòa hợp, sự gắn kết và sự chia sẻ. Tại vì mình cảm giác có một thời điểm đó, bạn xem tình yêu nó là trách nhiệm, sau đó đến một thời điểm thì bạn lại xem tình yêu nó là một tình yêu thuần túy, nó là tình cảm, nó là chất xúc tác. Nhưng mà đến cái thời điểm mà bạn có thể có một mối quan hệ ổn định, đó là khi mà bạn nhận ra tình yêu nó là sự đồng điệu của những trái tim. Tình yêu nó là một cái gì đó mà ở đó chúng ta có thể vượt qua khó khăn cùng nhau, đồng lòng cùng nhau để làm một cái gì đó, hoặc là chúng ta là những người có mục đích chung, có cùng một hướng đi chung. Mình ở đây mình không có định nghĩa về tình yêu nha. Ở đây mình đang nói theo kiểu đó là khi nào mà bạn mới có một cái tình yêu vững bền, đó là khi mà bạn đi được trên cái con đường như thế này. Ngoài ra nữa mình cảm thấy giống như là bạn có một cái gì đó nó mang tính gọi là khuôn khổ dữ lắm. Mình cảm giác nhìn vô nha, nếu mà bạn tưởng tượng ha, giống mình nha, bạn đứng ở đây bạn nhìn vô, bạn thấy bước vô đầu tiên là cái cổng, đây là cái cổng và cái đài phun nước, tức nghĩa là nhìn vô không thấy có người. Ở trước đây có một ông vua, ở đây có một hàng hiệp sĩ, với ở đây có một cây kiếm. Mình cảm giác đó là cái diện mạo, hoặc là cái giao diện bên ngoài, hoặc là cái aura, cái thần thái, cái khí chất của bạn luôn luôn cho người ta cái cảm giác đó là sự oai nghiêm,
hoặc là cái rào cản, hoặc là một cái gì đó mà khó mà có ai tiếp cận được, nhưng mà bên trong của bạn lại là một cái đài phun nước, tức nghĩa là bạn thường có khuynh hướng là đặt ra thử thách nè, rào cản nào đó với người bên ngoài, nhưng mà bước vào bên trong á, thì có thể bạn mới là con người thật sự, là một cái cốc, một cái đài phun nước rất là đẹp, bạn là một con chim bồ câu chứ không phải là một cái người xù lông nhím lên. Ngoài ra nữa, khi mà bước vào trong nữa thì bạn sẽ thấy ba người này đại diện cho phần trực giác của bạn, phần tình cảm của bạn và phần lý trí của bạn. Và mình cảm giác giống như là khi mà bạn đạt được tới ba cái trình độ của ba người này rồi á, thì mình cảm giác bạn khó ai có thể lừa gạt được bạn, hoặc là khó ai có thể qua mắt được bạn. Mình cảm giác bạn chỉ cần liếc mắt một cái là bạn đã biết người ta muốn cái gì rồi á. Thì mình thấy bài của các bạn lên bạn rất là mạnh. Mình chỉ sợ là cái sự độc lập, cái sự mạnh mẽ của bạn và cái sự nhạy bén của các bạn nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi á. Tại vì ai đến với bạn, ai bước đến với bạn, bạn sẽ cũng đều có một cái sự phán xét, một cái sự đánh giá hết. Và mình cảm giác giống như là bạn cũng chú tâm tới ngoại hình của người ta nữa, thành ra mình nghĩ giống như là một người vừa phải có một kiếm, vừa phải có một cốc, tức nghĩa là người vừa phải có lý, vừa phải có tình, rồi phải là một cái người mà mình cảm giác giống như là biết biết khéo léo trong giao tiếp và chuyển giao, hay và phải biết có sự linh hoạt nữa thì mới đi cùng với bạn được. Thì ở đây mình sẽ rút thêm cho các bạn hai lá liên quan đến lời khuyên ha. Tại vì bài của các bạn thì lên khá là rõ rồi. Mình cảm giác là phải trên 30, không dưới 30 được. Hoặc là nếu mà cái tuổi của bạn mà chưa tới 30 thì có thể là bạn phải đạt qua một cái giai đoạn mà bạn trưởng thành về mặt tư tưởng rất là nhanh. Nhưng mà cũng phải sau 25 là không thể làm nhanh hơn được. Ở đây thì chúng ta có là your purpose is choice, mục tiêu và đích đến không phải là cái đích đến cuối cùng, không phải là thành công và trách nhiệm, cũng không phải là đam mê phù phiếm, mà việc bạn khám phá và nuôi dưỡng, tôn trọng, yêu thương bản thân. Thì mình cảm giác cái lá này á, nó nói với bạn đó là tình yêu đôi khi không phải là thứ mà bạn có thể tìm kiếm là có, mà người ta nói đó là tình yêu to lớn nhất đó là một cái tình yêu đối với bản thân của các bạn, người ta gọi là self love á. Thì mình cũng chưa có hiểu lắm cái khái niệm này, bởi vì không phải mình không hiểu mà mình cảm giác giống như là tình yêu khi mà con người ta yêu bản thân con người ta nhiều á, thì cái hạnh phúc đó nó có đủ hay không, hay là chúng ta cần thêm một cái hạnh phúc mà đến từ người khác, tức nghĩa là một cái tình yêu đôi lứa nữa. Nhưng mà mình nghĩ ở đây đúng ngay là trước mắt muốn yêu một ai đó thì bạn phải yêu bản thân bạn trước, bạn phải biết cách chăm sóc yêu thương nó và bạn mới sẵn sàng đón nhận một tình yêu của người khác. Thì mình nghĩ đó là cái thông điệp này nè. Chứ giống lúc này chúng ta cũng mong muốn đi tìm một cái tình yêu từ đến từ bên ngoài, giống như là thiếu ai đó chúng ta sẽ không sống được á, thì khi mà lỡ người đó biến mất khỏi cuộc đời của các bạn, bạn sẽ bị rơi vào khoảng trống hoặc là lỗ hổng đó. Listen to your body, dù bạn có cảm giác như thế nào thì cơ thể vẫn luôn muốn sống và tồn tại. Hãy lắng nghe tiếng nói và tín hiệu từ cơ thể, đừng thờ ơ nhé, và hãy yêu thương nó bởi vì nó luôn muốn điều tốt nhất cho các bạn. Cái này cũng là một lá liên quan đến self love. Cái lá này á, thì nó không phải nói với các bạn là cái gì, mà nó nói đơn giản nhất là hãy trân trọng và yêu thương cơ thể của các bạn. Có thể là bạn là một người có vấn đề về sức khỏe, hoặc là bạn chưa có biết cách chăm sóc hoặc là vun vén cho bản thân về sức khỏe tinh thần lẫn sức khỏe thể chất. Thì mình cảm giác cái lá này nó chỉ nói một câu đơn giản, đó là hãy tin vào trực giác, tin vào bản thân của các bạn và hãy yêu thương nó, hãy cho nó cơ hội. Đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tour 1. Xin chào các bạn chọn tour 2 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Chúng ta có lá tám gậy, chúng ta có lá string, hai lá số 8, các bạn có 4 cốc, các bạn có 6 kiếm, các bạn có 5 tiền và các bạn có 10 tiền. Bài của những bạn chọn tụ 2 á, thì lại ngược lại với những trò bạn chọn tụ 1. Tụ 1 á, thì lại là một cái bài tụ bài lớn không, lá rất là lớn. Còn tụ 2 này á, thì là bài rất là nhỏ, bài cực kỳ nhỏ luôn. Nhưng mà mình cảm giác cái thông điệp của nó thì rất là khó. Thứ nhất á, là chúng ta có 8 gậy với strength. Thật ra tình yêu nó sẽ đến với bạn chắc chắn khi nào? Khi bạn biết cách mở lòng. Mình cảm giác bạn có thể là một người luôn thể hiện ra bạn có đủ thứ màu sắc hoa lá hẹ. Bạn giống như là nhìn vô cái ngôi nhà của bạn á, cái thứ đầu tiên mà mình thấy á, đó là tôi có một cái cổng. Và cái cổng đó là bản thân của các bạn á, một cái cổng với màu sắc, với nhiều khung cảnh. Mình cảm giác bạn có rất là nhiều thú vui, bạn có rất là nhiều
Tài lẻ, hoặc là bạn có rất là nhiều đam mê, bạn có rất là nhiều sự tò mò với thế giới xung quanh. Mình cảm giác bạn là một người đã biết self love, tức nghĩa là bạn đã biết yêu thương bản thân của các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái tính của bạn thì mình lại cảm giác có một cái gì đó nó mang tính còn trẻ, còn non, còn háo thắng. Có một cái gì đó nó mang tính kiểu giống như là khoái được yêu thương, cưng chiều, khoái được nâng niu. Mình cảm giác bạn khoái đi tìm được một cái người thật sự là một cái mảnh ghép còn lại của các bạn. Tức nghĩa là mình không nói bạn tin vào tình yêu màu hồng hay là không tin, hay là bạn đi tìm người hoàn hảo. Ý của mình ở đây đó là bạn rất là mong muốn, rất là thích được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc, được ở cạnh người mình yêu, được làm những điều mình thích, và các bạn muốn xây dựng một cái hạnh phúc mang tính vẹn toàn. Thì mình cảm giác điều đó không có sai, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó là mình nghĩ bản thân của các bạn thường có khuynh hướng đó là muốn làm chiều lòng người khác, hoặc là muốn người khác làm chiều lòng bạn. Dù đứng ở góc độ nào hoặc là chiều nào thì nó cũng có vấn đề. Nếu bạn đứng ở góc độ là muốn chiều người khác á, thì bạn sẽ quên mất đi giá trị của bản thân bạn. Tức nghĩa là bạn làm cho người khác hài lòng, hoặc là làm cho người khác cảm thấy thích bạn bởi vì bạn thích họ và bạn muốn họ cũng thích lại bạn, thì đó là không phải, đó không phải là tình yêu, đó là cái bạn gọi là mình gọi là đi mua chuộc hoặc là lấy lòng. Còn nếu mà bạn gọi là một người thích được người khác chiều chuộng, nâng niu, yêu thương á, thì đó cũng không phải tình yêu, đó là gọi là bạn bạn là một người ích kỷ cảm xúc. Bạn không biết cho, bạn chỉ biết nhận. Thì mình cảm giác cái tám gậy ở đây á, có một cái sự gì đó thiếu cân bằng. Mình cảm giác nó chỉ là một cái sự thoáng qua, một cái gì đó mang tính chốc lát, một cái gì đó mang tính gọi là màu mè, hoa lá hẹ, hoặc là cái vỏ bên ngoài nó không phải là cái ruột. Tại vì strength là gì? Strength đó là lấy nhu chế cương, lấy tình thương để chiến thắng sức mạnh. Thì mình cảm giác ở đây á, nếu mà người ta đã nói là lấy tình thương đi chiến thắng sức mạnh á, thì chắc chắn một điều là những cái thứ, những cái vỏ ở bên ngoài, giống như người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì bạn đang có nước sơn đó, bạn không có gỗ rồi đó. Và mình cảm giác giống như là bạn vẫn có cái miếng gỗ rất là đẹp, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ cái thứ bạn đang chọn là bạn đang chọn nước sơn. Và nước sơn này dù được hiểu là tình cảm, là ngoại hình, là những cái gì nó mang tính phù phiếm ở bên ngoài, có thể danh vọng, địa vị, vật chất, cái gì đó mình không biết, nhưng mà bạn đang chọn theo vật chất á, bạn đang chọn những cái gì đó mang tính phù phiếm ở bên ngoài chứ không phải là cái vỏ, cái ruột ở bên trong. Thì mình cảm giác khi mà tình yêu nó vững chắc và nó chắc chắn với bạn là khi bạn nhận ra được tình yêu xuất phát từ sự cân bằng giữa cho và nhận, và nó là xuất phát từ cái tâm chứ không phải là xuất phát từ bên ngoài. Cái thứ hai nữa, chúng ta có bốn cốc và chúng ta có sáu kiếm. Mình cảm giác bạn là một người đôi khi hay gặp những cái tình yêu mang tính chấp vá. Bạn đôi khi cũng khá là dễ crush, hoặc là dễ tạo cho người ta cái cảm giác hiểu lầm về chuyện tình cảm. Một số bạn thì mình cảm giác là các bạn là người bung thính thả thính rất là giỏi, còn một số bạn thì mình cảm giác bạn là người rất là dễ ăn bã và ăn 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 thính. Mình không biết bạn nằm ở dạng nào, nhưng nếu bạn nằm ở cái dạng á, là một người mà hay chọi bã chọi thính á, thì hoặc là dù cố tình hay là hữu ý á, thì bài nó nói là bản thân bạn nên có một cái sự gọi là điều chỉnh, hoặc là cân đối lại. Ở đây mình không nói cái việc quăng bả quăng thính là sai, nhưng mà mình cảm giác á giống như là bạn thường có một cái sự, mình cảm giác là không phải là sớm nắng chiều mưa, trưa lâm râm, hay là bạn là kiểu người bông đùa với cảm xúc của người khác, mà mình cảm thấy có cái gì đó liên quan đến chuyện đó là tình cảm của các bạn á, nó nhanh lắm. Mình cảm giác giống như là bạn bạn giống như là bạn thường thể hiện ra, hoặc là bạn thường cho người ta thấy rằng bạn là như thế này, nhưng mà cái đó đôi khi nó không phải. Mình thấy cảm giác cái bốn góc ở đây giống như là thằng này nó thích mẹ này, và mẹ này đeo một cái mặt nạ. Mình cảm giác giống như là trong một cái câu chuyện này có nhiều cái thứ không rõ ràng, hoặc là bạn thường hay rơi vào những mối quan hệ không rõ ràng, mà ở đó giữa bạn với cái người đó cái sự liên kết và cái sự giao tiếp nó không có được thông suốt. Hoặc là một số trường hợp đó là bốn cốc và sáu kiếm, đó là một cái mối tình mang tính chớp nhoáng, mang tính chóng vánh, mang tính gọi là friend with benefit, tức nghĩa là chấp vá vào. Và mình cảm giác giống như là những cái mối tình chấp vá thì mình cảm giác nó chỉ lấp lại được cái khoảng trống thôi, nó lấp được cái nắp thôi, nó không lấp được cái rù. Ngoài ra nữa, mình cảm giác bạn là một người, mình vẫn nói nha, bạn là một người không biết là thích cơm hay thích gạo hay thích phở nha. Mình không nói bạn là người ăn chả ăn nem, hay mà là một người kiểu giống như là chán cơm thèm phở, nhưng mà mình cảm thấy khi mà bạn chưa bước chân vào một sự cam kết nào rõ ràng
Tức nghĩa là khi mà bạn có một mối quan hệ mà nó không có một cái cam kết rõ ràng á, thì bạn sẽ luôn luôn còn những cái option, những cái cơ hội, những cái lựa chọn khác. Một số bạn thì mình cảm giác giống như là ví dụ như bạn có người A, người B, người C, bạn có nguyên một vườn hoa, bông nào bạn cũng muốn bứt, bông nào bạn cũng muốn hái, bông nào bạn cũng muốn ngửi. Thật ra ở đây không có chuyện là đúng hay sai trong cái việc gọi là nguyên cái vườn hoa đó bạn muốn ngửi, đó là quyền của bạn. Nhưng mà mình cảm thấy ở đây giống như là có cái gì đó ở trong bạn luôn muốn đi tìm một cái bông hoa giống như hoa hồng, nhưng mà giống như chúng ta có hoa hồng đen, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh, thì bây giờ bạn muốn có một bông hoa hồng màu thập cẩm và nó có đủ hết những cái thứ trong đó, và nó phải sống dai, nó không có gai, và nó có thể trưng được rất là lâu mà nó phải thơm hoặc là nó không thơm. Tức nghĩa là bạn bạn có những cái yêu cầu, những cái tiêu chí đòi hỏi một cái mối quan hệ, đôi khi nghe nó hơi vô lý nhưng mà nó lại hợp lý theo cái logic của bạn. Thành ra mình cảm giác cái thứ hai đó là mình thấy đôi khi bạn thường kỳ vọng hoặc là bạn muốn người khác có một cái cam kết với bạn, nhưng mà bạn lại không phải là người cam kết hoặc là giỏi cam kết. Mình cảm giác giống như bạn rất là sợ bị người ta phản bội, sợ bị người ta đi đường vòng sau lưng, hoặc là sợ người ta hứa hẹn mang tính gọi là lời nói gió thoảng mây bay, nhưng bạn lại là người vô tình hữu ý, lại là người hay rơi vào mấy cái tình huống như thế. Rồi kế bên nữa chúng ta có 5 tiền và 10 tiền. 5 tiền ở trong 5 tiền và 10 tiền trong bộ này nó rất là mắc cười ở chỗ đó là 5 tiền là rời rời xa miền thôn quê đi đến vùng thành thị để đi tìm chén cơm manh áo. Rồi sau đó tới 10 tiền này thì cảm giác giống như là đủ chén cơm manh áo rồi vẫn còn muốn đi tìm thêm. Thì mình không biết cuối cùng đối với bạn giá trị của tình yêu đó là gì, đó là đi tìm một cái mảnh ghép để lắp từ 5 tiền thành 10 tiền, hay là bạn đang đi tìm một cái gì đó nó mang tính khác đi. Mình không biết diễn tả cái 5 tiền với cái 10 tiền ở đây như thế nào, nhưng mà giống như ví dụ nha, ban đầu hành trang của tôi mang là 5 đồng tiền, sau đó tôi có những một số đồng tiền thêm và tôi muốn vung nó ra. Theo kiểu giống như là nếu mà bạn vung nó ra thì bạn có tiếc không? Tiếc ở đây là tiếc tình cảm, tiếc công sức, tiếc tiền bạc. Bạn có là kiểu người hay vung tiền để mua tình cảm hay không? Vung tiền để mua tình cảm là gì? Đó là một số bạn kiểu giống như là tôi có một cái tình cảm ABCD và tôi thấy là việc đầu tư tình cảm cho người đó là xứng đáng và tôi sẽ chi tiền cho người đó, hoặc là tôi mong người đó sẽ chi tiền cho tôi. Và tình cảm nó được thể hiện qua con số, nó thể hiện qua vật chất, nó thể hiện qua quà cáp, nó thể hiện qua hành động, nó thể hiện qua những cái vật mà họ trao cho tôi và tôi không tiếc tiền với họ. Nhưng mà giả sử khi mà mối quan hệ nó trôi đi rồi, bạn có tiếc không? Ở đây mình không nói bạn tiếc rẻ hay bạn ích kỷ hay bạn là chia tay đòi quà, mà vấn đề nằm ở chỗ đó là trong tình cảm mình cảm giác một số bạn ở tụ hai này rất là dễ bị lừa tiền, lừa tình, hoặc là bạn là một người kiểu thích được thích thích lừa tiền, lừa tình người khác. Mình cảm giác bạn có điều kiện thì bạn sẽ đòi hỏi những cái gì đó cao xa, ví dụ bạn mà có ngoại hình bạn sẽ đòi hỏi người kia phải là một người vừa có ngoại hình vừa có tiền. Nếu mà bạn không có ngoại hình thì bạn sẽ đòi hỏi một người kia kiểu giống như là có tiền hoặc là có cái gì đó. Nói chung mình luôn luôn cảm giác ở trong bạn là một cái thiếu và bạn muốn được lấp đầy, và lấp đầy bằng cái gì thì nó tùy tình huống. Giống như ở đây 5 tiền muốn lên 10 tiền thì phải thiếu 5 đồng tiền nữa, và người kia sẽ lắp cho bạn 5 cái đồng tiền vô. Bạn muốn có một sự cam kết, bạn muốn có một sự fair play, nhưng mà mình cảm giác trong cái câu chuyện này nó có cái gì đó ngộ lắm. Tức nghĩa là mình cảm giác nó luôn luôn không cân bằng. Mình cảm thấy giống như là bây giờ tôi cho 5 đồng tiền thì cô cũng phải cho tôi 5 đồng tiền, hoặc là cô phải cho tôi 5 cái cốc nước. Tức nghĩa là mình cảm giác có một cái sự đòi hỏi, một cái gì đó mà theo kiểu giống như là trách nhiệm nghĩa vụ của họ là phải đáp ứng cho bạn, hoặc là giống như bạn muốn có một cái trách nhiệm cam kết nào đó ở đây, và hai người phải, bạn không có muốn chạy theo những cái cao xa, bạn không có muốn chạy theo những thứ gọi là bóng gió các kiểu. Tức nghĩa là mình cảm giác giống như là mình luôn luôn thấy bạn thấy thiếu một cái gì đó và bạn luôn đi tìm một cái gì đó, và mình cảm giác giống như là tình yêu nó chỉ chắc chắn hoặc là nó vững chãi đối với bạn khi mà bạn bạn không còn cái việc mà là cố gắng đi tìm cái gì đó để lắp vào cái bạn đang trống, mà là bạn cảm thấy hài lòng với những gì bạn đang có. Tại vì bài nó vẫn lên là người này vẫn cứ đang loay hoay đi tìm một cái gì đó hoài à. Thì bây giờ mình sẽ rút cho các bạn hai lá liên quan đến lời khuyên ha. Bài nó rớt rồi. Mình thấy bạn tụ hai này cũng là một người rất là sợ bị bỏ lại.
Đầu tiên thì chúng ta có gọi là gossip dim your glow, tức nghĩa là nhiều chuyện thì sẽ làm phai mờ đi ánh sáng của các bạn. Nói xấu người khác thì sẽ làm cho thấp, sẽ tự làm thấp giá trị của bản thân. Và hãy ngưng phàn nàn, hãy chấp nhận rằng sự thiếu hoàn hảo, bạn cũng thế, hãy khiêm tốn và bạn sẽ tỏa sáng. Mình cảm giác cái lá này nó liên quan đến chuyện là một số bạn thường có khuynh hướng so sánh, đặt lên bàn cân hoặc là đặt để các mối quan hệ. Một số bạn sẽ cảm thấy giống như là bạn sẽ là một người hơi cầu nhau, hơi khó tính hoặc hơi cáu bẩn. Thành ra mình cảm giác đầu tiên đó là đừng có so sánh và đừng có cầu nhau, đừng có trở thành biến thành một người miệng mồm mồm mép quá. Cái thứ hai đó là play, gần gần đây bạn có đủ đỡn hay không, hay là bạn đã quên mất đi vui tươi rồi, hoặc là cuộc sống này rồi, cuộc sống này trôi nhanh lắm nên hãy chừa chỗ cho những điều nhỏ nhoi vui vẻ, hãy ăn chơi. Mình cảm giác cái này thì nó có thể đúng trong cái trường hợp là 5 tiền với 10 tiền. Nếu mà giả sử trong chuyện tình cảm mà một số bạn chọn tủ số 2 này, mà sau có câu chuyện tình cảm đó mà các bạn cảm giác giống như là người ta lừa tình lừa tiền á, thì bạn chỉ muốn tập trung mọi thứ vào công việc và cuộc sống và vật chất và những thứ gọi là vinh hoa phú quý á, thì mình cảm giác bạn sẽ quên mất đi cái thứ yếu tố gọi là tình cảm. Thì mình nghĩ ở đây cái play này nó nói đó là nếu bạn là kiểu người một là như thế, hai là kiểu người dùng tiền để mua vui á, thì cái nào nó cũng đang có vấn đề hết. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tổ 2. Chào các bạn chọn tổ số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì khi mà nào mà tình yêu nó sẽ chắc chắn và trở nên vững chãi đối với bạn, chúng ta có 5 kiếm. Chúng ta có 3 kiếm. Sao bài tụ này ghê thế? Hai tụ kia bài khá là cũng không tới nổi, nó cũng khá đẹp á, nó cũng tương đối ổn á. 6 cốc. Nhưng mà tụ này thì nó lại rất là ngộ. 2 cốc hay 10 cốc đi, 10 cốc. Magician. 2 cốc à. Đối với những bạn mà chọn cái tụ số số 3 này á, thì tình yêu của các bạn á, thì mình cảm thấy nó hơi khi nào mà tình yêu nó vững chãi hoặc là chắc chắn đối với các bạn á, thì cái thứ đầu tiên á, mình thấy là chắc chắn bạn phải bỏ qua được chuyện cũ, bỏ qua được những cái gì đã thuộc về quá khứ. Mà cái bỏ qua này á, nó bài nó lên rất là nặng nha, đặc biệt là liên quan đến câu chuyện của năm kiếm với ba kiếm. Bạn có tâm lý nạn nhân, bạn có nỗi sợ, bạn có những cái vấn đề liên quan đến gọi là một á, là bạn sợ bị người ta chĩa mũi dùi vào bạn. Chĩa mũi dùi là sao, tức nghĩa là trong chuyện tình cảm bạn rất là sợ bị người ta bắt thóp, bạn rất là sợ bị người ta biết được điểm yếu, hoặc là bạn rất là sợ người ta nhìn vào quá khứ mà đánh giá bạn, có thể đúng hay sai mình không biết, nhưng mà có thể bạn rất là sợ phanh phui cái con người thật của bạn ra cho người ta biết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn có tâm lý nạn nhân, tức nghĩa là bạn thường tự nghĩ hoặc là tự cho rằng bạn là người bị như thế hoặc là xứng đáng như thế, hoặc là bạn đổ lỗi hết vào người ta, tức nghĩa là mình không biết là thật hư câu chuyện nó như thế nào, đúng hay sai thuộc về phần bạn hay phần người kia, vì lý do khách quan hay là bên trong câu chuyện. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là dù nó như thế nào, dù nó là đúng ở phần bạn hay sai ở phần bạn, thì mình cảm giác đó là một bài học, và bài học thì cần học và cần sửa, và cần sửa xong thì thôi mọi chuyện ghép qua một bên, bởi vì nó không không mang đến một cái giá trị nào hết, ngoài cái chuyện là bạn giúp bạn trưởng thành và nhìn nhận câu chuyện ở một góc cạnh đủ hơn. Nhưng đối với bạn năm kiếm và ba kiếm, mình cảm giác tổn thương này mang tính gọi là bền vững, kiểu giống như là ví dụ như nếu theo là tâm lý nạn nhân, nếu mà bạn là người bị phản bội, bạn sẽ căm hận cái sự phản bội đó, bạn rất là ghét sự phản bội đó, và bạn có khuynh hướng là người nào đến sau mà mang cái tính cách của người mới, người cũ đó đó, người đó sẽ tự động bị âm điểm về cái phần đó, hoặc là bạn sẽ rất là phòng thủ về người này. Và nếu cái người mới này lại một lần nữa lừa gạt bạn, bạn sẽ cái người đến sau sẽ bị lỗ hơn người đến trước nữa, tại vì bạn sẽ càng phẫn nộ về cái chuyện đó hơn. Còn ngược lại, nếu bạn là cái người đi lừa gạt người khác, hoặc là bạn là người chơi bời, hoặc là bạn là người kiểu như là phụ bạc người khác, bạn sẽ khuynh hướng lặp lại cái chuyện đó liên tục và liên tục, bởi vì bạn luôn luôn không thấy người nào đó phù hợp hoặc là đúng với mong muốn và yêu cầu của bạn. Mình cảm giác giống như là có cái gì đó bạn luôn đổ hết lên người ta, hoặc là người ta luôn đổ hết lên bạn, dù ở góc độ nào thì mình vẫn cảm giác nó bị sai. Nó rất là sai luôn á. Cái bên nữa là ba kiếm. Ba kiếm thì mình cảm thấy đó là một số bạn sẽ có khuynh hướng cho rằng mọi thứ rồi sẽ không thể tốt đẹp hơn. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là bạn tin rằng trái tim của bạn có thể hồi phục, nhưng gốc cuộc là nó không. Bạn nghĩ rằng mọi thứ nó sẽ là như thế. Giống như ví dụ như bạn nói là bạn bị đàn ông phản bội, cái là tất cả đàn ông đều là phản bội. Ngược lại,
Hoặc là bạn là kiểu người giống như là bạn cố gắng giả vờ như là không, em không sao, em không có tổn thương gì đâu, trái tim em khỏe mạnh lắm, em là một người rất là mạnh mẽ, là cô gái có vai trần nhưng mà vai em có thể gánh nước các kiểu. Nhưng mà không, bạn thường che đậy đi cái vết thương của bạn bằng những cái nụ cười mang tính giả tạo, và những cái thứ giả tạo đó nó không lấp được cái khoảng trống và cái tổn thương bên trong. Hoặc bạn đang nghĩ bạn lành rồi nhưng mà thực ra nó không, nó có lành gì trơn, nó vẫn như vậy và nó vẫn rỉ máu, và bạn trở thành một cái phiên bản theo kiểu giống như là mình dùng từ đó là hơi hời hợt với tình cảm và cảm xúc của bản thân, bởi vì bạn dùng nó để che đậy đi cái tổn thương bên trong. Cái bên đó với 6 cốc và 10 cốc, 6 cốc và 10 cốc, mình cảm thấy bạn ở thiện thời điểm hiện tại hoặc là gần đây, hoặc là trong quan điểm của các bạn về chuyện tình cảm, mình thấy cực kỳ có vấn đề liên quan đến chuyện niềm tin luôn. Mình thấy bạn cho rằng, bạn tin rằng, bạn nghe rằng, bạn thấy rằng, bạn hiểu rằng hình như trong cuộc đời này tình cảm nó là cái gì đó nó xa vời lắm, người yêu mình là người không yêu mình và ngược lại. Mình cảm giác luôn có cái gì đó ở trong bạn suy nghĩ theo kiểu tôi yêu hả, tôi yêu ai là người đó không yêu tôi, mà hả tôi không yêu ai là người đó lại yêu tôi. Tức nghĩa là bạn cảm giác giống như lúc nào mình cũng phải là chạy tình tình tại tình chạy tốn trốn tình thì tình theo á. Mình cảm giác bạn có một cái suy nghĩ nào đó mọc thành một cái vết hằn luôn á. Rồi một số bạn thì mình cảm giác là thường bị rơi vào chuyện tình cảm tay đôi tay ba. Rồi một số bạn thì luôn cảm thấy giống như là người mình yêu thì không bao giờ yêu mình và ngược lại. Mình cảm thấy bạn luôn nhìn cuộc đời với con mắt của ong bướm, tức nghĩa là mình không biết bạn là ong bướm hay bạn là người bị ong bướm vây quanh, nhưng mà mình cảm giác giống như là nếu bạn là người ong bướm thì mình cảm thấy giống như là bạn luôn luôn có khuynh hướng đi chọn người A, người B, người C làm sao để có được một người đẹp nhất, hoàn hảo nhất, tốt nhất. Hoặc bạn luôn luôn kiểu giống như là sợ trao cơ hội, sợ trao tình cảm của mình cho ai đó. Ví dụ giống như mình cảm giác ở đây nó là một cái tổn thương gì đó ngộ lắm, kiểu giống như là ví dụ giống như ví dụ thôi á, mình yêu bạn thì mình sẽ bày tỏ tình cảm với bạn, sau cái đó bạn cũng nhận nhưng mà bạn không có yêu mình, nhưng mà bạn vẫn nhận nha, xong cái bạn vẫn quen, xong cái bạn cảm thấy là thằng này nó cũng yêu mình nè, nó cũng thương mình nhưng mà mình không có yêu nó, nhưng mà thôi nó cũng được, nó cũng tốt nên thôi mình cứ quen. Nhưng mà thật ra bên trong tâm bạn không có thích mình, bạn không có yêu mình, nhưng mà bạn vẫn giữ mình lại. Rồi sau đó bạn vẫn có cà cưa ghê ngỏng với ai đó theo kiểu, nhưng bạn không phải là chơi tay ba, nhưng mà kiểu giống như là bạn vẫn mong chờ một lúc nào đó bạn sẽ đi tìm được một mối quan hệ tốt hơn, hoặc là bạn sẽ mong chờ một ai đó phù hợp xuất hiện với bạn, hoặc là bạn sẽ giữ một cái khoảng cách với mình theo kiểu giống như là không quá xa nhưng mà cũng không quá gần á, kiểu giống như là chúng ta là gì chúng ta cũng không biết nữa, đây là một mối quan hệ không tên á, mình cảm giác như thế. Rồi ở trong cái lá 10 cốc này nè, mình cảm giác giống như là cái mẫu hình, cái kiểu người mà bạn thích á, là một người trưởng thành, là một người thành công, là một người chững chạc, là một người mình cảm giác có một cái độ trầm độ lắng nhất định, nhưng phải có sến trong đó, phải có một cái sự sến súa, phải có tình cảm ở trong đó. Mình cảm giác bạn kỳ vọng vào người khác nhiều và bạn mong muốn người ta đúng như kỳ vọng của bạn, tức nghĩa là người đó phải, và bạn kiểu giống như bạn muốn là một người phải hiểu bạn từ trong thâm tâm, phải hiểu bạn từ ánh mắt, từ cử chỉ, từng cái ánh nhìn. Mình cảm giác hơi quá, bởi vì thật sự không ai có thể làm được chuyện đó, bởi vì mình nói thẳng dù ngay cả bản thân bạn cũng không thể nào làm được những chuyện đó với người kia. Có thể bạn nhạy, có thể bạn là người trực giác mạnh, nhưng không phải ai cũng có trực giác mạnh, hoặc là suy nghĩ mạnh, hoặc là khả năng phân tích tốt, hoặc là một người nhạy về cảm xúc với người khác. Thành ra mình cảm giác bạn luôn đi tìm một cái người làm sao mà kiểu giống như là có thể nhìn bạn cái là biết hôm nay nó buồn, nhìn cái là biết hôm nay nó vui, rồi nhìn cái là biết là nó chuẩn bị ăn gì muốn gì. Mình cảm giác là chuyện vô lý. Một số bạn á, trong đây thì mình luôn cảm giác có tâm lý của sự so sánh giữa bạn với ai đó, hoặc là bạn bị một cái vết hằn liên quan đến chuyện gia đình, chẳng hạn như gia đình bạn có vấn đề gì đó liên quan đến tình cảm gia đình, chẳng hạn như ba mẹ anh chị em không hòa thuận, hoặc là trong gia đình có phản bội, có trục trặc nội bộ, hoặc là có sự chênh lệch về tình yêu thương giữa cô dì chú bác, anh chị em họ, anh chị em ruột gì đó, đại loại là có sự không cân bằng về chuyện tình cảm, lo lắng, yêu thương, quan tâm trong nhà, trong gia đình. Cái tự nhiên mình cảm thấy giống như là bạn luôn nhìn bản thân bạn hoặc là một người không được yêu thương, hoặc là bạn sợ một ngày nào đó bạn sợ có trách nhiệm với gia đình. Mình không hiểu tâm lý của những bạn sợ kết hôn, sợ làm cha làm mẹ, hoặc là sợ phải gánh vác một cái trách nhiệm gì đó liên quan đến gia đình, hoặc là sợ bị ràng buộc. Mình không hiểu vấn đề về tâm lý của các bạn đó, nhưng mà mình thấy có những người như vậy, mình gặp rồi và mình thấy rồi, và bạn nằm trong cái nhóm đó. Một số bạn sẽ có tâm lý gì đó liên quan đến sợ kết hôn, sợ trói buộc, sợ ràng buộc, sợ một mối quan hệ đầy cam kết và sợ trách nhiệm. Hoặc bạn sẽ nằm trong cái nhóm ngược lại, là cái nhóm mà luôn muốn người ta phải cam kết trách nhiệm
bổn phận ý thức, bạn đòi hỏi người kia phải sống với bạn, phải cam kết tình cảm với bạn 1000%, và họ phải, nói chung là bạn bạn có rất là nhiều cái list ở trong đó. Kế bên nữa là có magician và hai cốc. Mình cảm giác tình yêu đối với bạn là một cái gì đó nó hơi phù phiếm nha, hoặc là nó mang tính lý tưởng hóa. Một số bạn sẽ kiểu giống như là tôi muốn một tình yêu pha lê chứ không phải một tình yêu màu hồng. Pha lê là cái thứ rất là đắt giá, bạn muốn một cái tình yêu trong sáng, thuần khiết, thật, xuất phát từ bên trong, với một cái tâm hồn cháy bỏng của yêu thương, đam mê các kiểu. Mình cảm giác nó hơi bị không thật á. Mình cảm giác cái magician ở trong đây nó là cái kiểu người mình cảm giác giống như là hơi bị lý thuyết hóa, hơi bị hình tượng hóa, hoặc là hơi bị cao xa hóa. Mình cảm thấy giống như tình cảm đối với bạn đôi khi nó xa thật xa mà gần thật gần, đôi khi muốn gần nhưng mà là thật xa, mà đôi khi muốn xa nhưng là thật gần, nó kiểu giống vậy. Mình cảm giác giống như nó lên bền như nè. Mình cảm giác cái gu của bạn nó cũng đổi theo mùa á, hoặc là cái kiểu người bạn thích nó cũng theo đổi theo cái độ tuổi của bạn á. Mình cảm giác cứ trải qua một cái chu kỳ, một cái biến cố, một cái sự kiện nào đó trong cuộc sống của bạn thì tự động cái tình cảm của bạn nó cũng chuyển luôn, nó y chang như tắc kè vậy đó. Lúc lúc trời nóng thì là màu 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 khác, lúc mà trời lạnh thì là màu khác, ở môi trường này là màu khác, ở môi trường kia là màu khác á. Và mình cảm giác người ta không thể nào bắt kịp được bạn, và thật ra bạn cũng không hiểu được bạn nữa. Mình cảm giác bạn là một người rất là mâu thuẫn luôn. Và nói thẳng mình mô tả ra các bạn mà mình cảm giác giống như là trời, không biết cái kiểu người này là bao giờ nó mới, thì tình yêu nó mới vững chãi và chắc chắn được. Tại vì mình cảm giác nó là một cái biển, một cái bờ hồ, hoặc là một cái con suối luôn á. Và kiểu giống như là phải chi mà nước nó động á, còn ở lộn phải chi nước nó tĩnh á, còn này nó cứ dày 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 nè, rồi rồi sao mà nó tĩnh được. Và mình cảm giác giống như là chỉ khi nào mà bạn cảm thấy chấp nhận với cái cơn sóng á, tức nghĩa là sao, tức nghĩa là bạn chấp nhận với những gì nó thực tại nó diễn ra, hoặc là bạn chấp nhận với sự thật rằng mọi chuyện ABCD nó không như bạn mong đợi á, thì có thể lúc đó mọi thứ nó sẽ bằng phẳng hơn. Chứ mình cảm giác giống như là khi nào bạn cũng đòi hỏi hoặc là mong muốn hoặc là kỳ vọng, hoặc là bạn luôn luôn đặt vô một cái tâm thế là mọi chuyện nó sẽ thì mình cảm giác nó khó lắm. Nó khó lắm. Mình cảm giác giống như hai cốc, mà hai chiếc cốc trôi trên biển rồi biết bao giờ nó tấp vô bờ, rồi biết là có hai chiếc thuyền đó nó có thấy được hai cái cốc đó không, nó vớt lên hay là tiếp tục là nó trôi lênh đênh như vậy. Bây giờ mình sẽ rút cho bạn hai lá lời khuyên ha, tại vì mình cảm giác cái tụ này mình dùng từ đôi khi mình hơi bó tay đó. Mình cảm giác cũng hơi bó tay. Đây, lời khuyên đầu tiên đó là something bigger on your way, một thứ gì đó lớn hơn đang đến. Hãy mở mang tầm mắt, hãy cởi mở, dù đó là gì, bạn sẽ nhận ra đôi khi bạn đang đóng khung bản thân và đó là giới hạn. Thì mình cảm giác cái này thì nó liên quan đến câu chuyện đó là một số bạn á, mình cảm giác là không có mở lòng, hoặc là lời khuyên của nó liên quan đến chuyện là bạn thiếu niềm tin vào chuyện tình cảm á, và bạn không có tin rằng thứ tốt đẹp nó sẽ đến, hoặc là bạn cũng không có tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Cái thứ bạn tin là cái thứ bạn tin thôi, bạn không có nhìn thấy được ở góc độ khác. Thì cái này nó là cái lời khuyên là hãy nhìn câu chuyện ở một góc độ khác. Đừng 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 đặt cái câu chuyện đó là hả tôi quen với thằng đó là sớm muộn sẽ chia tay, hả cái dạng người như vậy là sẽ là như vậy. Mình cảm giác bạn bạn đừng có đặt như thế. Give each other space, tức nghĩa là hãy dành cho nhau một khoảng không. Thật khó để chấp nhận sự khác biệt. Hãy lùi một bước và tạo ra khoảng trống cho cả hai, dù đó là gì đi chăng nữa. Đây không phải là lúc để giải quyết vấn đề, hãy cho nhau thời gian. Cái này bạn biết nó là gì không? Đó là cái tính ràng buộc, cái tính trói buộc trong chuyện tình cảm á. Giống như cái mình nói bạn kỳ vọng, bạn mong muốn người ta sẽ ABCD các kiểu á. Cái này là vậy nè. Tức nghĩa là đôi khi bạn tạo cho người ta cái áp lực rằng phải vậy vậy vậy. Và mình cảm giác đôi khi nó tạo nên một cái áp lực, một cái trách nhiệm vô hình, một cái gì đó mà nó mang tính kiểu giống như là đôi khi họ bị ngợp trong cái tình cảm của bạn á. Thì mình ra mình cảm giác giống như là cái lời khuyên đây, tức nghĩa là khi cảm giác cái mối quan hệ căng quá hoặc là mọi thứ nó quá căng thẳng á, hãy dành thời gian để mỗi bên đều để suy nghĩ lại, để bạn được nhìn lại bản thân bạn ở một góc độ khác, một góc nhìn khác. Thì đó, hy vọng các bạn sẽ có câu trả lời cho bản thân, và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới ha.